Sáng ngày 15 tháng 1, tại chung kết Miss Universe 2022, sau nhiều nỗ lực, Ngọc Châu đã không thể lọt top 16 để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Miss Universe 2022 cũng là thất bại đầu tiên và cũng là cuối cùng của Ngọc Châu trong hành trình thi thố sắc đẹp suốt nhiều năm qua. Trước đó, người đẹp sinh năm 1994 đã tham gia không ít cuộc thi sắc đẹp và thu về nhiều thành tích. Năm 2016, Ngọc Châu tham gia cuộc thi đầu tiên ở tuổi 20 đó là Vietnam Next Top Model mùa 6. Tại mùa giải năm đó, Ngọc Châu xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Năm 2018, người đẹp Tây Ninh đăng ký dự thi Miss Supranational, Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam. Thành công tiếp tục mỉm cười với Ngọc Châu khi cô vượt qua nhiều thí sinh tiềm năng lên ngôi tại sân chơi sắc đẹp này. Năm 2019, người đẹp Tây Ninh đại diện Việt Nam thi Miss Supranational, Hoa hậu siêu quốc gia diễn ra tại Ba Lan. Tại cuộc thi này, Ngọc Châu dừng chân ở top 10 chung cuộc, đồng thời ẵm giải phụ Hoa hậu siêu quốc gia châu Á. Năm 2022, Ngọc Châu tiếp tục ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất, đồng thời nhận tấm vé đại diện quê nhà tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Miss Universe 2022. Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ngọc Châu chính thức lên đường đến Mỹ chinh phục giấc mơ Hoàn vũ, cô là đại diện thứ 15 của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp hấp dẫn nhất hành tinh. Trong suốt hành trình, chân dài Tây Ninh giữ phong độ ổn định, thể hiện khá tốt tại đêm thi bán kết. Tới chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 1, Ngọc Châu không thể lọt top 16 chung cuộc. Kết quả của Ngọc Châu cũng chấm dứt chuỗi in top của nhan sắc Việt tại Miss Universe 4 năm qua. Trước đó là các kết quả ấn tượng như Henny E, top 5 Miss Universe 2018, Hoàng Thùy, top 20 Miss Universe 2019, Thánh Vân, top 21 Miss Universe 2020, Kim Duyên, top 16 Miss Universe 2021.